Cô mau qua Mina sáng. Cô mau ạ. Hey, cô mau qua Mina sáng, cảm ơn mọi người vì giờ này vẫn còn lên với cô nhé. Cô biết là giờ này mà cô lên thì sẽ hơi muộn với mọi người ấy. Được chưa nào? Vì thế cho nên là chúng mình khởi động luôn nha. Cô biết là khổ thân các bạn lắm, tại vì là giờ này mà mới lên ấy thì là sẽ rất là muộn các bạn ạ. Cảm ơn vì mọi người vì giờ này vẫn còn ở đây để nói chuyện với cô ạ. Rồi ạ. Nào, để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng mình bắt đầu luôn nha. Rồi, hôm nay mình sẽ học về từ vựng. Hôm qua thì mình đã chơi một chút về gì rồi nhỉ? Hôm qua chúng mình đã chơi một xíu về ngữ pháp rồi, đúng không? Ngữ pháp hôm qua thế nào? Vui không? Hay là khó quá? Rồi, ở đây chúng mình sẽ có bốn từ vựng mà chúng ta có thể chọn này. Các bạn biết đây là hai đếch chữ, cái từ đầu tiên á. Đúng không nào? Cô lấy bút nhá. Rồi, hai đếch chữ là sự xếp hàng, đúng không nào? Hai đếch chữ là cái cảm giác của sự xếp hàng. Bạn ấy có thể đi về sư lự được nha mọi người. Hai đếch chữ, cảm giác của sự xếp hàng. Nào, từ thứ hai là gì ạ? Chúng mình chọn bốn từ đã rồi chúng ta sẽ thử chúng nó trong lúc đợi các bạn đúng không? Thì mình đọc luôn bốn từ nha. Hai bự là cung cấp này, là phân phát này. Ví dụ như là cô nghe nhạc miễn phí ở trên internet ấy, có nghĩa là người ta cung cấp nhạc miễn phí ở trên internet. Thì ra là internet de muriyo hai bự sareru. Kiểu như vậy, ongaku nado nado, kiểu như vậy đúng không? Mấy cái như âm nhạc này hoặc một vài cái thông tin chi tiết thì cô chẳng phải mất đồng nào cả. Cô chỉ mất mỗi tiền mạng thôi là cô có thể xem được rồi. Thấy chưa? Đó, sự phân phát hoặc là sự tặng kèm miễn phí, đúng không nào? Cái cảm giác như vậy của hai bự nhá, phân phát này, cung cấp này. Tất nhiên là phải có Muriel thì mới miễn phí, còn không thì chỉ là phân phát và cung cấp thôi. Được chưa nào? Song băng là gì đó? Dạ, song băng của cô sẽ là hai bên cũng là sự phân phát luôn, cũng là sự phân phối luôn. Thế nhưng cái sự phân phát và phân phối này, nó không phải là sự cung cấp mà nó giống như cái kiểu như là sự phân phối nguồn tài nguyên một cách hiệu quả này, hay là sự phân phối của cái việc đó, thường thường là người ta hay nói về việc là phân bổ nhá mọi người. Cái kia là cung cấp, cái kia là phân phát, còn cái này thì giống như kiểu sự phân bổ ấy mọi người ạ. Thì cô sẽ nói bằng là Jikeno kokateki, đúng không? Nó kori chữ teki hai bình, có nghĩa là phân bổ nguồn tài nguyên làm sao để cho nó kiểu đều nhất, là không bị bên này ít bên này nhiều á mọi người. Được chưa nào? Sao hả em? À Nguyễn Minh Tâm ơi, ý của em là hai phư hay là hai bự đúng không? Rồi, nó hai phư nhá. Hai phư nhá. Sự phân phát sự cung cấp đáp án số 2 đúng không? Là hai phư đúng không? Rồi ạ. Dạ, cảm ơn em. Nào, ở đây đáp án của cô sẽ là 1 hay là 2 hay là 3 nhỉ? Có nhiều bạn chọn 3, có nhiều bạn chọn 2. Nhưng mà nhớ hộ cô này, một cái hai phư ấy, nó là sự phân phát, sự cung cấp. Còn một cái nó là sự phân bổ nha mọi người. Cảm giác giống như kiểu như là hãy phân bổ đều cho mọi người này, hay là hãy phân bổ cái này ra chỗ này chỗ kia. Chứ nó không phải chỉ là sự phân phát đâu. Cái cảm giác của cái đáp án số 3 ấy ạ. Được chưa nào? Rồi đáp án số 4 không ai chọn cả, nhưng cô cứ nói đấy, đó chính là hai ta chữ là chuyển phát đúng không, là kiểu như vậy. Vì thế cho nên là đáp án của chúng ta trong cái câu này bạn ấy sẽ nói là gì nhỉ? Bạn ấy nói rằng là takagi no mae ni shita shiryo ni me o toshite oite kudasai, có nghĩa rằng là nào, đây sẽ là phân bổ à, trước khi họp hãy nhìn này. Ở đây bạn ấy đang nói là nhìn lướt, đọc lướt đúng không nào, hãy đọc lướt qua tài liệu. Mà cái tài liệu này thì tôi đã làm gì đấy ạ? Tôi đã phát nhé. Thế thì đáp án ở đây phải là số mấy hả mọi người? Đáp án phải là số. Rồi ạ. Vì thế cho nên là đáp án của cô ở đây sẽ là mấy băng? Nào, một cái là phân bổ, một cái là phân phát cho, cung cấp cho. Nào bạn ơi, bạn làm ơn hãy đọc lướt qua cái tài liệu mà tôi đã cung cấp cho bạn trước khi cuộc họp nhá. Vì thế cho nên đáp án của cô sẽ là số 2. Đúng không nào? Phải là số 2, còn hai ta chữ là chuyển phát nhanh. Đúng không? Phát hàng, đơn giản là như vậy. Được chưa? Rồi ạ, nào tiếp tục nào. Đáp án câu số 2 ni băng của cô đáp án là số mấy hả mọi người? Cho cô xin đáp án số 2 ạ. Câu số 2 ạ, của cô sẽ là gì nhỉ? Nào ở đây nhá, cô sẽ có 4 từ này, cô sẽ nói nhanh có 4 từ này cho các bạn nhá. Từ số 1 của cô sẽ là gì đấy ạ? Soji, đúng không? Không có trường âm đâu mọi người nhá. Cái từ này là so, không có trường âm gì hết nhá. Ji, đúng nhá, soji. Soji là quyền sở hữu, đúng không? Hay là cái vật mà cô sở hữu, nói chung là của cải ấy mọi người. Cái cảm giác của cải nhá. Thấy chưa ạ? Shohi là cái cảm giác của cải, hoặc là những cái mà mình chúng ta sở hữu được, kiểu như vậy nhá. Rồi tiếp theo nào, nhi băng của cô sẽ là gì ạ? Sote. Sote là một cái gì đấy người ta chỉ định cho mình, một cái gì đấy nó thuộc quy định, một cái gì đấy nó thuộc cố định rồi. Tí nữa chúng ta xem là cái câu này chúng ta có thể dịch sao cho nó hợp lý nhá. Rồi, và sang băng của chúng ta này, cái từ này á, bạn ấy sẽ là gì nhá? Đây là sote, đây là sozoku, đúng không nào? Bạn này sẽ là dốc cử, bởi vì là cái chữ đằng sau chữ là chữ thuộc đúng không? Thì nó giống như là
nằm trong một cái gì đó này, có nghĩa là đại khái là nó thuộc sở hữu ấy, kiểu kiểu như vậy, được chưa nào? Hay là thuộc về gì đó nhá mọi người, được chưa? Ừ, nói chung là cảm giác là cái địa phận, hoặc là cái cảm giác của cái việc là bạn ấy thuộc sở hữu của một ai đó, hoặc là nằm trong một cái tập đoàn, là kiểu kiểu như vậy đúng không? Rồi tiếp tục nào, so dai là ở chỗ gì ạ, ở đâu đúng không nào, hay là khu vực này, vị trí á. Cái bạn so dai này này nó hơi hơi giống với cả tokoro mọi người nhá, ở chỗ này chỗ nọ, được chưa? Vậy thì ở đây bạn ấy đang nói về điều gì nhỉ? Đáp án của cô sẽ là số mấy đấy, cho cô đáp án nào, cho cô đáp án nhá. Ở đây bạn ấy sẽ nói rằng là nani no yoshi ni hitsujoji ko kaite sanban no madoguchi ni tesu tsu shite kudasai, ý rằng là hãy viết các cái mục cần thiết vào giấy đã được, cái tờ giấy mà người ta đã như thế nào đó, và nộp tại quầy giao dịch số 3. Mà cái tờ giấy bình thường các bạn đi giao dịch ấy là có các bạn có phải một cái tờ giấy trắng trơn không? Cái tờ này là cái tờ người ta đã in sẵn rồi. Ví dụ chỗ này điền tên, chỗ này điền địa chỉ này, chỗ này điền số tiền bạn cần rút này, à chỗ này điền cái gì đó đúng không? Vì thế cho nên là hãy điền các mục mà bạn cảm thấy cần, những cái mục mà chúng tôi đánh dấu ở đây vào trong cái tờ giấy mà chúng tôi đã in sẵn, hoặc là vào những cái mục mà đã được quy gì ạ? Quy định. Đúng không nào? Vậy thì một khi đã rơi vào quy định thì đáp án của chúng ta, như cô vừa nói đó, khi nãy chúng ta có một cái từ mà cô đọc lướt 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 có vào đáp án, các bạn nghĩ là đáp án nào ạ? Đó chính là sote. Sote là một cái gì đấy nó cố định rồi, nó đã như vậy rồi, có nghĩa là đây là mẫu, đúng không nào? Nếu mà nó rơi vào kiểu như là giấy tờ thì nó sẽ là những cái mẫu người ta in sẵn và chúng ta chỉ việc điền thôi, nó sẽ là sự cố định hoặc là sự chỉ định hoặc là sự quy gì quy định nhé mọi người. Vì thế đây là mẫu nha. Rồi đáp án của cô chắc chắn là phải là số 2 rồi ạ. Ba băng ở đây sẽ là gì ạ? Lần này mình đọc câu trước này, mình nói là se fu ga fukushi shitsu assisetsu, đúng không, là fukushi shitsu ni hozoki no dasu koto wa sohisa ni zekin o nani nani suru koto to ieru. Nào, ở đây bạn ấy đang nói về việc là cái chuyện mà chính phủ ấy đưa ra tiền hỗ trợ liên quan đến những cái phúc lợi xã hội, đúng không nào? Thì có thể nói là một kiểu mà họ dùng để làm gì đây ạ? Dùng để hoàn trả thuế cho người tiêu dùng, đúng không nào? Đó, kiểu kiểu như vậy nhá. Vậy thì nào, ở đây chúng mình sẽ có bốn đáp án này. Đáp án đầu tiên của cô là bạn ấy đang nói đến chuyện là kangen. Kangen là đưa lại trở lại nguyên dạng, đưa lại một cái gì đấy nó trả lại như cũ, hoặc là giống như là cô nói rằng là đưa thằng A trở lại về thằng B đi, đúng không nào? Trả lại trạng thái cũ của A về B đi. Thế lúc này sẽ là cô lấy một cái hai thứ này, đó chính là e no b e, đúng không? Nó căng ghen đấy, mọi người hiểu không ạ? Có nghĩa là nôm na là sự trả lại cái trạng thái ban đầu, hoặc là vốn dĩ là nó đã không mất mát gì cả nhá, nó chỉ biến đổi một khoảng thời gian thôi, sau đấy là người ta sẽ để cho nó quay lại. Nào, tiếp tục là bensho. Bensho là là cái sự bồi thường á, cái sự bắt đền đó mọi người, được chưa nào? Đó, và cái khoản tiền mà chúng ta phải bồi thường là bensokin nhá mọi người. À, bensokin là tôi xin phép được bồi thường, nó là một cái khoản tiền hoặc là cái khoản một cái vật để mình chúng ta đền bù. Ví dụ như là cô làm hỏng cái thước kẻ của bạn, thế là cô đã phải mua một cái thước kẻ tương tự hoặc là có cao cấp hơn để cô trả lại cho bạn, đó chính là một cái khoản bensokin, được chưa nào? Rồi tiếp theo này, hensai. Hensai là thanh toán hết. Hơn sai là nôm na là cô trả lại tiền, cô hoàn lại tiền. Đúng rồi, các bạn có thể nhầm cái từ này với cái từ mà các bạn nghĩ ở đây, đó là sự hoàn tiền, đúng không nào? Thế nhưng mà cái hoàn trả lại tiền này này, nó giống như kiểu như là chúng ta đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà chúng ta đã nợ ấy, kiểu kiểu như vậy. Có nghĩa là ví dụ này, cô nói rằng là cô lĩnh lương, và cái ngày lĩnh lương ấy, kyuryo hino, đúng không nào, sugu ato ni, ngay lập tức thì cô đã phải là sặc kin, đúng không? Hensai shita có nghĩa là hoàn trả tiền này, là chứng tỏ là một cái khoản tiền cô nợ nha mọi người, cô đã thanh toán hết cho mọi người rồi, kiểu kiểu như vậy thì mới dùng cái từ này, chứ không phải là hoàn tiền theo cái kiểu được trả lại đâu ạ, được chưa nào? Vì thế cho nên là cái từ hensai các bạn đừng có nhầm nha. Và yong băng của cô nó là hen cẳng, là sự trả lại này, hoặc là đôi khi cái cảm giác hen cẳng nó giống như kiểu như là trở về. Ví dụ như là cô ngày xưa ấy, thực ra là đã từng có một khoảng thời gian, đúng không, là chúng ta bị thuộc địa, đúng không nào, ở một cái nước mà ai cũng biết là nước nào đó, đúng chưa nào? Và sau đấy thì chúng ta đã lấy lại được đất đai của chúng ta và họ đã phải trả lại thãnh thổ cho chúng ta. Thế thì trong lịch sử người ta sẽ ghi một cái từ đó là ryodo, đúng không, ryodo no henkang, có nghĩa là hoàn trả lại lãnh thổ. Thế thì cái từ này này nó giống như là hoàn trả lại một cái gì đó cho cái người mà vốn dĩ là đã sở hữu nó, đúng chưa nào? Rồi ạ. Vì thế cho nên đáp án của chúng ta ấy
liệu có thể là 3 hay là 4 như các bạn nghĩ không? Được chưa nào? Được chưa ạ? Các bạn nghĩ là 3 hay 4 là đúng không? Hoàn toàn đương nhiên là sai rồi, không thể, đúng không nào? Bởi vì này, các ý của cái câu này ấy, là đang người ta đang nói rằng là chính phủ họ đã dùng một cái cách, đúng chưa nào? Đưa tiền hỗ trợ và các cái tiện ích phúc lợi xã hội, đúng không nào? Thì đấy là một cái kiểu mà sẽ làm sao là hoàn thuế cho người tiêu dùng, đúng chưa nào? Vì thế cho nên là nó sẽ rơi vào đáp án số mấy ạ, mà cô vừa mới giải thích 4 cái rồi. Số 3 và số 4 đương nhiên là không được, đúng chưa nào? Mong là các bạn nghe lại, các bạn có thể hiểu được những cái điều cô nói. Và số đương nhiên sẽ là gì ạ? Trả lại cái sự nguyên dạng, đúng không nào? Hoặc là vốn dĩ là người ta chẳng bị thiệt gì cả. Cái từ mà cảm giác không bị thiệt nó phải là căng ghen từ đầu gì ạ? Từ đầu tiên. Vì thế cho nên đáp án ở đây phải là Ichiban. Không thể là 3 hay 4 được đâu nhá mọi người ơi. Được chưa nào? Nhá. Rồi ạ. Vì thế cho nên là bạn ấy không thể nào là số 3, số 4 được. À, và cô như cô vừa mới giải thích khi nãy đó Minh Đức. Thì cái số 3 ấy, thực ra là cái hen sai ấy, nó không phải là sự bồi thường. Mà nó giống như kiểu như là cô phải thanh toán hết sạch một cái gì đấy mà cô còn nợ nần ấy. Được chưa nào? Đó, một kiểu như vậy. Thì mới là hen sai của cái đáp án số 3. Được không nhỉ? Rồi ạ, vì thế cho nên các bạn bị nhầm hết rồi. Còn cái số 4 là cái sự hoàn trả này không phải là trả đơn giản của hoàn trả đâu, mà vốn dĩ là đấy là cái thứ đã thuộc về cô từ trước. Sau đấy là một ai đó đã lấy nó đi, và bây giờ hoặc là cô bị mất, cô đánh mất ví, và sau đấy là người ta phải mang trả lại cho cô, kiểu kiểu như vậy đó. Kiểu như thế có nghĩa là quay trở về đúng cái bản chất của nó, của cái người sở hữu nó, thì mới ra cái từ cuối cùng, số 4. Được chưa nào? Vì thế cho nên đáp án của cô sẽ là số 1 nhá. Mọi người hiểu không? Ok chưa ạ? Nào tiếp tục nào. Dông băng. Nào dông băng của cô nha. Cố lên các bạn ơi. Nào bắt đầu này. Tayasuku. Tayasuku ấy các bạn, đó là một cái cảm giác của nhẹ tinh tinh. Nhưng mà cái nhẹ này không phải là nhẹ đơn thuần đâu mọi người nhá. À, Tayasuku này, cái cảm giác của nó khi mà bạn ý cảm giác của một phó từ đấy. Tayasuku là một phó từ nha mọi người. Nào, và cái cảm giác của Tayasuku ấy, nó sẽ là khi mà bạn ấy đi cùng với cả cái động từ nào, thì cái động từ đấy nó sẽ đỡ đi một tí, nó sẽ nhẹ nhõm đi một tí. Ví dụ như cô nói rằng là Tayasuku susumu, thì nó sẽ có cảm giác giống như là cuộc đời mình thanh thang, mình nhẹ bước vậy đó. Kiểu kiểu như vậy nhá mọi người. Hiểu không? Đó, chứ không phải là bạn ấy đứng một mình mà xong đâu ạ. Bạn ấy không hề đứng một mình được. Thông thường là bạn này sẽ phải đứng cùng với một từ, và cái cảm giác nó rất là nhẹ nhõm, nó tênh tênh, nó đi vậy đó. Kiểu kiểu như vậy. Nào, Hakanaku của chúng ta ấy, Hakanaku là cái cảm giác làm sao đây ạ? Mình lướt qua rồi, đúng không nào? Mình nhất thời, thực ra là cái chữ này á, nếu mà kanji của nó sẽ rơi về chữ mộng ấy mọi người. Nó giống như cái kiểu của cái việc là mất đi, đúng không nào? Để hoặc là để nó qua đi đi, kiểu như thế, nên để cho nó pass đi, nên để nó qua đi mọi người nhá. Cái cảm giác như vậy. À, tí nữa mình sẽ đọc từ câu xem là liệu một mấy từ này từ nào hợp lý nhá. Được chưa nào? Rồi tiếp tục này. À, munashiku. Munashiku là một cái gì đấy nó rất là vô ích, một cái gì đấy nó rất là sao nhỉ? Mình cảm thấy lãng phí thời gian lắm, mình cảm thấy vô ích lắm, mình cảm thấy thất bại lắm, kiểu kiểu như vậy. Được chưa nào? Rồi. Nào, cảm giác của cái munashiku này giống như kiểu như là mình cảm thấy mọi thứ nó đều rất là vô ích ấy mọi người. Được chưa nào? Một cái gì đấy nó lãng phí thời gian, nó vô ích lắm. À, vô chi. Kiểu đấy. Migurushiku. Được chưa nào? Migurushi ở trong tiếng Nhật nó là khó coi. Một cái gì đấy nó không vừa mắt mình. Được chưa nào? Ví dụ như là sao mày có cái điệu bộ mà làm cho tao cảm thấy khó coi thế nhở? Khó nhìn đấy nhở? Có nghĩa là nhìn ngứa cả mắt ấy. Cái cảm giác này chính là kiểu mưa cả mặt. Thì lúc này sẽ là gì? Mugurushiku furumayo. Có nghĩa là nhìn điệu bộ ngứa cả mặt. Đúng không nào? Giống như các bạn nhìn cô Hoàng ngứa cả mặt. Được chưa nào? Mong là các bạn không dùng từ này với cô. Cảm ơn các bạn. Được chưa nào? Vậy thì ở đây ý của bạn ấy sẽ là gì đấy ạ? Thế lúc này ở đây là gì đây? À, một cái teki một naku. ただ時間に追われて仕事をする忙しい生活を何々感じる。Ồ, đây chính là một trong những cái cảm giác mà cô vừa mới đưa ra cho các bạn đồng đấy. Mong là các bạn còn nhớ. Đó là bạn bảo rằng tôi cảm thấy, đúng không? Cái cuộc sống này nó rỗng tuếch lắm. Đúng không nào? À, cuộc sống bất rộn nó rỗng tuếch lắm. Bị một xong rồi tôi bị thời gian nó cứ giáo giết, nó đuổi theo, xong rồi có nghĩa là lúc nào cũng bị thiếu thời gian, đúng chưa nào? Mà tôi dù tôi làm như vậy rồi tôi cảm thấy làm sao lại chẳng có mục đích gì cả. Đấy, có nghĩa là gì? Bận thì bận nhưng cuối cùng lại chẳng có mục đích gì hết. Thế thì lúc này chúng ta, đó chính là cái cảm giác của gì mang lại hả mọi người? Đó chính là munashiku. Thì số, đúng chưa nào? Mọi thứ nó đều vô ích lắm, đúng không?
làm bởi hơi tai mà cuối cùng đâu đâu đâu. Ok chưa? Cảm ơn thầy Mạt Tê. Go băng của mình sẽ nói là bây giờ cô sẽ giải thích từ trước rồi sau đấy cô mới đọc câu để cho các bạn đoán thử nhá. Trong lúc mà cô đang giải thích từ thì các bạn vừa nghe cô giải thích rồi các bạn vừa đọc câu nha. Rồi, cái chi băng của cô này, bạn ấy cờ go băng ấy, chúng ta sẽ có bốn đáp án. Đáp án đầu tiên là căng y. Căng y là mọi thứ rất là đơn giản. Mọi thứ rất là đơn sơ, đúng không nào? Nói chung là giản dị, đơn giản, bình thường, rút gọn. Ví dụ như cô nói là cách làm của cô rất đơn giản. Đó, cách học của cô Hoa cũng rất là đơn giản, sẽ là kangina ayarikata, kiểu như vậy, đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Nói chung là một cái thứ hoso, đúng không, là một cái đơn giản, là một cái gói cơ bản ở trong khi mà các bạn dùng điện thoại hay là dùng cái gì đó phát thanh ấy, đúng không? Kangina hoso, kiểu như vậy, đúng chưa nào? Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là bình thường, giản đơn. Rồi tiếp tục nào, ni băng của chúng ta này, bạn ấy là gì đấy ạ? Bạn ấy đọc là gì? Hinjaku, được chưa nào? Bạn này là hinjaku. Hai cái chữ này chúng ta nhìn thấy cái chữ đằng sau rất là quen không? Chữ yếu đó, đúng không? Nhược, bần nhược nào, đã bần lại còn nhược nữa, thế thì chứng tỏ bạn này làm sao? Nghèo đói này, bạn này gầy yếu này, tong teo này, đúng không nào? Ví dụ nói về cơ thể sẽ là hinjaku nakarada, sẽ là một đứa làm sao gầy tong teo, toàn thấy kiểu như là da với cả xương không à, đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Ôi dồi ôi, sao nội dung của mình nghèo nàn thế, nội dung trong cái bài văn của mình nghèo nàn thế, thì lúc này sẽ là bưng sồn nó nay dồi gã, đúng không nào? Hinjaku desu, kiểu như vậy. Hay là gì nhỉ? Bữa ăn, đây chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi, đây là một cái từ cũng hay nói này, đây chỉ là một bữa ăn thông thường thôi, bữa ăn đạm bạc của nhà tôi thôi, đó là hinjaku nasukuzi, đúng không nào? Vậy thì đáp án của cô theo các bạn ở trong cái câu này đã có chưa? Có vẻ như có rồi nhá, cô sẽ rút gọn cho các bạn thì còn hai đáp án đầu tiên thôi. Nào, còn bạn thứ ba nhá, nó là fuki, fuki chữ chứ, cô xin lỗi nhá. Fuki chữ là một cái chuyện gì đấy nó không may. Nó là một cái gì đấy nó chẳng lành nhá. Tại vì này, cái chữ đằng sau là chữ cát của tốt lành. Cát cầu linh ngừng có nghĩa là một cái gì đấy nó tốt lành, mình cầu mong cái sự tốt lành. Nhưng cái chữ phư ở đằng trước nó đã phủ nhận luôn cái tốt đằng sau rồi, cái sự bất. Vậy thì nó thể hiện rằng là một cái gì đấy nó không lành, nó không may sẽ xảy ra đó. Afukitsu na yokan chính là dự cảm của tôi là một cái chuyện gì đấy nó không tốt, nó sắp xảy ra này, đúng không nào? Rồi, và chắc là nó sẽ không liên quan gì đến cái câu ở trên đâu nhỉ? Chúng ta đã tranh thủ đọc được câu trên chưa? Rồi, và cái số 4 của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Kogara. Kogara là mấy cái đứa nhỏ nhỏ lùn lùn tắp tắp. Ở đây là gì? Kona nani nani. Kona, đúng không nào? Nani nani na. Rồi, nai yo no reporto de wa, đúng không? Gokaku wa obotsukanai. Rồi, nhá. Kogara là mấy cái người mà thấp, nhỏ người ấy, nhỏ con á, được chưa? À, được rồi ạ. Vậy thì ý của bạn ấy ở đây là với bản báo cáo với nội dung như thế này thì việc bạn đậu ấy, bạn có thể đỗ được ấy là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là khó lắm, đúng không? Bấp bênh lắm ấy. Thế chứng tỏ là thế thì ở đây là gì đấy? Cái cảm giác của nó chính là nội dung nghèo nàn. Được chưa nào? Rồi đáp án của cô sẽ là gì cả lớp ơi? Đáp án của cô trong cái câu là với nội dung chỉ như thế này thì liệu mày nghĩ là mày có đỗ được không? Được không nào? Vậy thì đáp án chính là số 2 nhá. Mọi người, đáp án chính là số 2 của hinjaku là như cô nói đấy, khi nãy là ngoại trừ cái cảm giác của đói nghèo gầy yếu thì bạn ấy còn có nội dung sơ sài, đúng không nào? Nội dung nghèo nàn, kiểu như vậy. Với bản báo cáo với cái nội dung sơ sài như thế này thì tôi nghĩ là cái chuyện bạn đỗ là cái chuyện opotika này, chuyện khó xảy ra lắm, đúng không nào? Chuyện bấp bênh lắm. Ok chưa? Ok chưa nào? Dạ. Nào tiếp tục nào, học tiếng Nhật nhiều không cao lên được đâu ạ? Nhỉ, mấy đứa học tiếng Nhật thì như là đứa nào cũng thế sao? Hay là học tiếng Nhật nhiều quá trong gánh nặng nó đè lên người nên không cao lên được à mọi người? Nào tiếp tục nào, rộc cư băng của cô, cho cô xin một cái rộc cư băng đi ạ. Bạn ý nói gì đây ạ? Bạn bảo là Hokkai. Hokkai shita biru no genba kara nani nani tasuke o yobu koe ga kikoete. Được chưa nào? Ở đây bạn ấy đang có mấy cái từ này, các bạn đọc được bốn cái từ này không? Kyujo sagyo ga saika sareta. Được chưa nào? Lần này cô sẽ đọc câu trước. Bạn ấy bảo rằng là có lẽ là từ cái gì đó của tòa nhà nó bị sập, từ cái hiện trường của cái tòa nhà mà người ta đổ sập đằng kia, thì tôi đã nghe thấy một cái giọng nói kêu cứu yếu ớt, đúng không nào? Và công tác cứu hộ thì ngay, đúng không nào, lại vẫn tiếp tục, mọi người sẽ công tác cứu hộ thì ngay lập tức được tiếp tục, kiểu như vậy nhá. Rồi ạ, vậy thì này, chúng mình có bốn từ
Bạn, các bạn cố gắng nhìn vào bốn cái từ này nhá. Theo các bạn này, shitoyaka. Bạn này là gì? Nào, shitoyaka. Rồi, bạn ấy là tính từ đuôi na đúng không nào? Nhưng mà các bạn nào, shitoyaka là cái cảm giác của điềm tĩnh này, một cái người rất là nhã nhặn ấy. Ví dụ như là ồ, cô ấy đúng là một người rất là nhã nhặn, một người phụ nữ rất là đoan trang ấy, thì lúc này sẽ là shitoyaka nazose. Được chưa nào? Một cái cảm giác kiểu một cái cô gái rất là cao sang, rất là nhã nhặn nha mọi người, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Rồi, từ thứ hai của cô là hisoka. Hisoka là bí mật. Được chưa nào? Riêng tư thôi nhá. Hisoka là cái cảm giác của một cái gì đấy nó rất là riêng tư, nó rất là lén lút, một cái gì đấy nó rất là thầm kín ấy. Đôi khi này cái hisoka này nó cảm giác của sự vụng trộm, thậm chí nó hơi xấu một tí mọi người ạ. Ví dụ như là hisoka ni yatakoto, có nghĩa là mình làm những cái việc mà khuất tất, mình làm những cái việc mà vụng trộm. Được chưa nào? Đôi khi từ này không tốt lắm đâu, nó cũng có nghĩa bình thường thôi, có nghĩa là tôi, đây là sự riêng tư của tôi, nhưng mà cũng có nghĩa một vài cái nghĩa như vậy nhá. Kasuka. Kasuka là kasuka nó bằng với cả cái từ ở trên ấy, là cũng có cảm giác của sự nhỏ bé, được chưa nào? Nhưng mà nói chung là nó giống cái mọi người, cái ngọn nến khi mà nó sắp tắt. Cái từ này nhá, cô rất hay nghe thấy, cô kasuka, cái cảm giác của ngọn nến sắp tắt là nó chỉ còn leo lét ánh sáng thôi, được chưa nào? Kiểu kiểu như vậy, được chưa nào? Và haruka của cô thì bạn ý rơi vào cái nghĩa của từ ngày xa xửa xửa xưa, lâu lắm lầm lăm rồi, đúng không nào? Hay là anh ấy đã xa tôi tít tắp rồi, cái cảm giác như vậy đó. Ví dụ chân trời xa tít sẽ là haruka na chihekin chihesen, được chưa nào? Rồi, chia sẻ. Đấy, cái cảm giác như vậy đó. Vậy thì nào, ở cái câu số 5, câu số 6 này của cô, bạn ý đang bảo rằng là từ hiện trường cái tòa nhà bị sập thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, leo lét, đúng không nào? Vì thế cho nên là công tác cứu hộ mà mau mau chóng chóng phải được tiếp tục ngay. Vậy thì nào, đó chính là ca sư gì? Chính là kasuka. Đáp án số gì ạ? Đáp án số 3 nha mọi người. Rồi ạ. Rồi cứ băng, loáng thoáng, yếu ớt ạ. Được chưa nào? Lúc nào phải có 20% của N1 mà. Nên là các bạn làm đi, không có gì thừa đâu. Nào, năng cả. Năng cả. Năng cả nhiều nghĩa lắm, đúng không nào? Năng cả nó còn, nó có nghĩa rằng là gì nhỉ? Một cái gì đó này. Nếu bạn ấy là phó từ thì nó giống như kiểu như là năng cả stemo, có nghĩa là bao nhiêu lần gì đó, đúng không nào? Rồi kiểu kiểu như vậy. Hoặc là gì nhỉ? Năng cả của cái việc là kiểu kiểu như vậy, đúng không nào? Ato, ito, năng cả kiểu kiểu như vậy, đúng không nào? Rồi, ija, bốn cái nhá. Ija, ija là thế thì nếu thì như vậy thì nào, cái cô nói ija, hajimemasho. Nào, chúng mình bắt đầu thôi, kiểu như vậy, đúng không nào? Rồi, samo. Nào, các bạn biết samo là cái gì không? Samo ở trong tiếng Nhật nhá, nó có nghĩa là hơn nữa là, có lẽ là, tuy nhiên là, đúng không nào? Rồi, rồi ạ, và sazo, tất cả bốn bạn này đều có thể đứng đầu câu được, các bạn yên tâm là như vậy, đúng không nào? Rồi, sazo là chắc chắn rồi, đây là chuyện hiển nhiên thôi, đúng không nào? Certainly, kiểu như vậy, không có gì để mà nghi ngờ cả, đó là chuyện đương nhiên thôi, kiểu kiểu như thế nhá, nó là sazo. Ví dụ như là, cô bạn nói rằng là nhỉ, có lẽ là mình phải lên cô C là sẽ gặp được cô A nhá. Sazo, được chưa nào? Sazo ike. Này có nghĩa là gì nhỉ? Có gì để nghi ngờ nữa, đương nhiên là như vậy rồi. Ok chưa? Nào, vậy thì ở câu này bạn nào sẽ hợp lý nhá? Ở bạn câu 16 này bạn ấy bảo rằng hiking gu ni dekakeyou to iu no toki ni ame ga butsu butsu furidashite shimatta. Ý rằng là đúng cái lúc mình định đi bộ đường dài ấy thì trời bắt đầu đổ mưa lất phất chứ. Bất chữ bất chữ, đúng không nào? Bất chữ bất chữ là lấy từ mà chúng ta học ở trong N3 đó, nhớ hem. Là vừa lất phất, đúng không nào? Thế thì bạn ấy đang chuẩn bị đi ra ngoại, đi dạo thì tự dưng lại trời đổ mưa lất phất chứ. Vậy thì ra là cái gì nhỉ? Ây à, nào đúng lúc ta đang định đi thì mày lại đổ mưa lất phất chứ. Nào các bạn ơi, cố gắng xem mời nhiều nhiều lên cho cô chú. Nào ở đây sẽ là Iza, được chưa nào? Ở đây sẽ là Iza nào, được chưa nào? Nó là nào đấy. Nào, ôi dồi ôi, đúng lúc thì kiểu kiểu như vậy đó mọi người. Dạ, Iza. Vậy thì, nếu thế thì, được chưa nào? Đó kiểu kiểu như thế nhá. Là tiếp tục nào. Ở đây nhỉ, hạt chi băng của cô sẽ là gì? Suiyobi. Nani nani
nào nào à, kinh yo bì no đô chí ra cả nó gô dên chữ ni ô cô xí kura xài. Ở đây nhá, bạn ấy đang nói về cái việc là một người cô vẫn lại mà đừng lo. Nào, ở đây bạn ấy đang nói về cái việc gì đấy? Bạn nói rằng là tôi sẽ đến vào buổi sáng thứ tư hoặc là thứ sáu gì đó. Nào, vậy thì các bạn có nhớ ở trong tiếng Nhật có cái gì mà hoặc là không? Nào, ở đây chúng mình sẽ có nhá, hoặc là, đúng không nào? Có lẽ là thứ tư hoặc có lẽ là thứ sáu. Cắt chữ chia ra tỷ lệ, cắt chữ là đi chia theo tỷ lệ nhá, thấy chưa nào? Hoặc là cắt chữ nhiều khi là hơn nữa là ngoài ra thì cùng với cái này thì cái kia cũng sẽ kiểu kiểu như vậy nhá mọi người, chưa ạ? Rồi tiếp theo này, oyobini. Oyobini là cái cảm giác của gì ạ? Oyobi á là và đó, nó chính là chữ và đó, en đó, đúng không nào? Rồi moshiku ạ. Nào có bạn nào biết moshiku không? Moshiku ạ chính là hoặc là. Nào, hoặc là học tiếng Nhật, hoặc là học tiếng Anh, thấy chưa nào? Ego. Nào ở đây hoặc là học tiếng Nhật hoặc là tiếng Anh. Ego moshiku ạ. Nó ni hông ngô bên cơ sở, kiểu kiểu như vậy nhá. Rồi, và nara, nara bì ni ở trong tiếng Nhật bạn ý sẽ là gì ạ? Nara bì ni là sắp xếp lại đi, đúng không nào? Cái cảm giác của như thế đó. Vì thế cho nên là đáp án ở đây sẽ là gì? Tôi có lẽ là tôi sẽ đến vào thứ tư hoặc là thứ sáu gì đó, thì lúc này chắc chắn phải là gì? Moshiku ạ rồi. Khó quá. Nhưng biết làm sao, một bài thi mà, đúng không nào? Và cái thực ra là cái narabini nó cũng có nghĩa là và nhá, hay là có nhiều khi là cũng như nhá. Ví dụ như cô có thể nói rằng là cũng như này là và này. Ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là một câu gì nhỉ? À, tăng so kino hang bai narabini, đúng không nào? Rồi, iso torishimaru có nghĩa là gì nhỉ? Mình sẽ quản lý thật chặt cái chuyện là vận chuyển và, đúng không? Là chữ và mà buôn bán những cái bệnh vi khuẩn kiểu kiểu như vậy. Thế nào? Câu 9 của cô sẽ là gì à mọi người? Ở đây bạn ấy đang nói về việc là gì nhỉ? Bạn ấy bảo là concerto ga subarashikatta no de nani nani o, đúng không nào? Mà motomeru hakushu ga nariyamanakatta. Ý rằng là thế là mình sẽ có lúc mà mình sẽ nói từ trước, có lúc mình sẽ đọc câu trước. Bạn ấy bảo là vì buổi hòa nhạc này rất là tuyệt vời, trên của tuyệt vời, cho nên là những cái tràng pháo tay ấy, người ta dùng, người ta nói là để yêu cầu rằng là hãy tiếp tục diễn đi ạ, hãy tiếp tục diễn đi ạ, cứ nổ ra một cách làm sao liên tiếp không ngớt, đúng không nào? Rồi ạ, họ sẽ đưa ra những cái tràng pháo tay không ngừng nghỉ cho kiểu như là ban nhạc hoặc là kiểu kiểu đấy. Thế lúc này chúng ta sẽ là gì? Sự yêu cầu biểu diễn lại. Chúng ta có hẳn một từ như thế luôn mọi người nhá, là cái việc là người ta biểu diễn xong rồi, xong rồi mình hát lại đi, hát lại đi nào các kiểu, đúng không? Nó chính là biểu diễn lại đi ạ. Nào thì lúc này sẽ là ăn, nó chính là encore, đúng chưa nào? Encore đấy, đúng không nào? Encore nhá, ở trong tiếng Anh nhá mọi người, được chưa ạ? Vừa mới nói tiếng Anh xong, qua dạy tiếng Anh không, đúng không? Đành phải nói thôi. Nào, encore chính là sự yêu cầu biểu diễn lại. Ví dụ như là có cô kiểu cô hâm mộ bạn ấy quá, cô nói rằng là encore to sanke, đúng không? Saken có nghĩa là cô bạn cô nó bảo là mày đang hét lên là biểu diễn lại đi đấy à ấy, kiểu như thế, đúng không? Saken là hét lên ấy, kêu lên ấy. Ở đây cô có gì đây nhỉ? Ở đây có bốn từ này rồi ạ, và cái từ này phải ghép được với bạn đằng sau nhé. Bốn cái từ này có lẽ là cô không dần giải thích từ nữa đâu nhỉ, mà cô sẽ giải thích cái cách đặt của bạn ý vào trong câu, đúng không nào? Rồi, bạn ý đầu tiên là gì đấy? Ở trong cái câu này, bạn ý đầu tiên này, đó là kumiai. Kumiai undo o yarisugite toto kaisa o ni natte shimatta. Rồi, ý bạn là vì làm công đoàn. Ở đây ý của bạn này sẽ là bạn ý làm bên công đoàn ấy, đúng không nào? Nhiều quá. Và mà bạn ấy bảo vệ cái quyền lợi của anh em nhiều quá, bạn đứng lên bạn ấy nói nhiều về cái chuyện này quá, vì thế cho nên là bạn ấy đã bị này natte shimatta. Bình thường công đoàn sẽ là thay cho tiếng nói của anh em, đúng không? Và cuối cùng thì tôi đã bị làm sao đó ở công ty, bởi vì là tôi đứng lên tôi yari sugite, tôi quá lên rồi, cái chuyện có nghĩa là tôi hoạt động công đoàn ghê quá. Chứng tỏ là lúc nào tôi cũng đứng lên tôi nói là chúng tôi phải được thế này, chúng tôi phải được thế kia, đúng không nào? Thế cho nên là công ty đã nhào đến với tôi. Thế các bạn nghĩ là bạn này bị như nào? Bị đuổi, đúng không nào? Bị cư bi rồi, đấy chưa nào? Đuổi việc ở trong tiếng Nhật nhé, cái từ cư bi là cái từ lóng mọi người ạ, cái từ mà chúng ta chỉ dùng trong văn nói thôi. Thế vì ví dụ như trong hồ sơ của bạn mà có cái chữ đuổi đuổi việc ấy thì người ta sẽ ghi cái từ gì các bạn biết không?
nó là người ta sẽ ghi từ kaiko nhá. Người ta sẽ ghi cái từ là kaiko ở đằng sau đấy, và người ta sẽ ghi là bạn này đuổi việc vì không lý do chẳng hạn, sẽ là setonari nonai kaiko kiểu vậy, chứ người ta không ghi từ kubi đâu nhá. Hay là bạn này bị đình chỉ việc tạm thời, thế là ichiji cheki kaiko, được chưa nào? Hay là trong lúc mà cô đang thử việc thì cô đã bị công ty cho nghỉ luôn rồi vì là cô họ nói là cô không hợp. Thế lúc này sẽ là shizuki kanchiu no kaiko. Kaiko mới là cái từ ghi trong giấy tờ, nhưng mà miệng của chúng ta hay nói là gì? Kubi, cho mình về luôn, đúng không nào? Đáp án chính là số số 2, đúng không nào? Giỏi nhá. Thế nào, Hà Minh cảm ơn đấy. Ô, Hà Minh lên rồi này, từ nãy giờ chưa thấy comment mấy. Rồi ạ. Rồi nha. Yu ichi băng của cô nào. Bây giờ mình lại quay lại cách làm cũ nha. Mình lại đọc bốn từ trước này. Sutare. Bởi vì là sutare mas sutare ta, đúng không nào? Bạn ý là gì nhỉ? Không, nó hơi lỗi thời rồi, nó không còn đúng mốt nữa đâu, kiểu kiểu như vậy. Hoặc là cái cảm giác của cái từ này á, đúng không nào? Cái cảm giác của sutare là nó hơi bị lỗi mốt lỗi thời rồi, không còn kịp với thời đại nữa nha mọi người. Cái từ này là một cái từ theo kiểu như là ôi dồi ôi lỗi thời thế, đúng không nào? Kiểu thế ạ. Horokoshi nào, horokoshi của cô nó chính là lòng nhân từ, cái cảm giác của những cái người mà có lòng thơm thảo ấy, những cái người mà lúc nào cũng đi làm từ thiện các thứ ấy mọi người, đúng chưa nào? Có nghĩa là họ rất tốt bụng. Nào tiếp tục này, cái cảm giác như vậy. Hokorobi, hokorobi là nếu nhá, ở đây nó không biết kanji và cô cũng chưa đọc cái câu ở trên. Hokorobi này các bạn có nhớ những cái đầu tiên ấy, có lẽ là bởi vì là có em nhỏ, vì thế cho nên là cô hay dùng cái từ này với cái những cái từ như liên quan đến những vết thương, được chưa nào? Như là cái gì nhỉ, có một cái chỗ bị rách ra ấy, ở trên da của nó, được chưa nào? Hoặc là hokorobi là giống như kiểu cái quả dừa ấy, khi mà nó chín quá người ta đập nó xong nó bị nứt ra ấy, mọi người, được chưa nào? Vậy thì horobi khác gì hokorobi? Rồi horobi nó chỉ đơn giản là gì nhỉ, diệt vong thôi, phá hủy thôi, được chưa nào? Cảm giác bị sắp bị diệt vong, sắp bị chết rồi mọi người, được chưa? Vậy thì nào, cái câu này nó có nghĩa gì trong cả bốn cái nghĩa đi? Có lẽ là cái nghĩa số số 3 và số 4 thì chúng ta có thể loại trừ được khi mà chúng ta đọc lướt qua này, bởi vì nó liên quan đến Jidang Baiki. Jidang Baiki nó fukyu ni yori, fukyu yose sa in ga kyu ke ji kang no ocha o kubaru kubaru shukan ga nani nani chuchu. Có nghĩa rằng là do là cái máy bán hàng tự động bây giờ nó quá phổ biến rồi, thế cho nên là những cái bạn nữ mà có cái thói quen mà mang trà theo ấy thì đang dần làm sao? Đang dần làm sao? Nào, nó chính là gì đây ạ? Nó chính là số 1, được chưa nào? Đó chính là sutare. Sutare có nghĩa là gì nhỉ? Những cái bạn nữ mà mang trà theo bây giờ có lẽ là đang lỗi thời rồi, hết mốt rồi. Tại vì là có 100 yên, một cái hơn 100 yên bình nước đúng không? Mang theo làm gì vậy? Sợ quá đi à? Tự dưng kiểu đèn của dân sẽ chập chờn. Nào đắc đạt nhá, bị sợ đấy. Được chưa nào? Nào làm thêm mấy câu này nhá. Nào tiếp theo. Ở đây này. Năng nari. Nào, chúng ta lại quay lại tiếp tục nhá. Nanari, nanari là gì nhỉ? Nanari là cái cảm giác của một người, một vật gì đó này, đúng không nào? Cái cảm giác như vậy. Nanari là dù thế nào đi chăng nữa này. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng kiểu kiểu như vậy. Nào và năng đắc cả. Năng đắc cả nó giống như kiểu sao nhỉ? Một tí thôi, một chút thôi, hoặc là tôi chỉ cảm thấy hơi hơi như vậy thôi. Được chưa nào? Rồi ạ, chúng ta đang học về phó từ nhá, chúng ta thử xem mấy phó từ này nó dùng như thế nào. Rồi tiếp tục này, doyara, doyara là có vẻ như là gì đó rồi thì phải, có nghĩa là đã đạt đến cái mức mà chúng ta nói rồi đấy, đúng không nào? Hay là doyara nhiều khi là bằng cách này hay là cách gì ạ, cách kia thì cũng kiểu như vậy. Được chưa? Nào, và donika của cô nó sẽ là gì nhỉ? Bằng cách này hay cách đó thì hai cái doyara với donika này này, đấy chưa nào? Hoặc là như nào nhỉ? Bằng cách nào đó thì cũng phải vẫn phải làm. Đôi ra là bằng cách này hay cách kia, còn đôi nani Donica nó giống như kiểu như là như thế, bằng cách nào đó, được chưa nào? Bằng một cách nào đó kiểu như thế nhá. Thế thì thực ra là hai bạn này cũng xem nhiều khi là cũng sẽ dùng hơi lẫn lẫn nhạy nhẹ được với nhau đấy mọi người. Vậy thì nào, ở trong cái câu đầu câu 12 này bạn ấy đang nói về cái việc gì ạ? Kiểu nani nani kiểu ạ. Hidoku kigen gai kigen gai i desu ne, gai i desu ne, nanika yoi koto ga attan desu ka, có nghĩa là hôm nay thì tâm trạng của mình nó vui kinh khủng khiếp, đúng chưa nào? Kiểu như vậy.
mà nói chung là hôm nay ta thấy mày vui lắm. Đây là câu hỏi mà vì thế cho nên cô sẽ dịch theo kiểu ngôi thứ ba, à ngôi 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 thứ nhất theo kiểu Anata này. Có bảo là hôm nay tâm trạng của mày ta cảm thấy vui thế, đúng không nào? Có chuyện gì à? Đúng không nào? Mày có chuyện gì phải không? Nào vậy thì lúc này sẽ là gì nhỉ? Làm sao ạ? Ta có cảm giác như mày có chuyện gì vui vui đúng không? Thế thì nó sẽ là gì ạ? Câu 12 sẽ là ni băng, chính xác nha, Minh Đức đúng rồi. Nay có gì mà vui vậy, đúng không nào? Rồi, Minh Đức, Nguyễn Ba Tê, Phúc Nguyễn, cảm ơn mọi người, năm đặc cả, ok chưa? Nào, dưa xăng băng. Dưa xăng băng của cô là gì nhỉ? Rồi, lần này mình sẽ làm cái kiểu như là đọc và đoán thử xem nào. Bạn ý bảo rằng là gì đấy? À, có nhiều nhiều câu quá đúng không? Thế là mình sẽ dùng cách này dùng cách kia cho nó thú vị lên tí. Kiểu quá phư đúng không? Phư yêu ga chư yêu cử na rử sô đà nani nani yak kiểu no si ai chiu si ni naru kamo shiremasen masen masirenai o, được chưa nào? Ý của bạn này rằng là sơn nghe nói rằng là đúng không, hôm nay mưa gió dữ dội lắm đấy, và gì đó đúng không nào, tùy từng trường hợp mà cũng có khi trận đấu bóng chày của chúng ta cũng sẽ bị hoãn lại cũng nên. Nào vậy thì ở đây chúng mình sẽ có từ gì nhỉ? Đầu tiên này, cô tổ ní vô được tổ là tùy thuộc vào hoàn cảnh hay sự việc gì đó đúng không? Rồi ạ, tùy thuộc vào chuyện này hay chuyện kia, tùy thuộc vào hoàn cảnh gì đó mà. Rồi từ số 2 của chúng ta là ăn nô dỗ. Ăn nô dỗ là quả nhiên đúng như tao nghĩ luôn ý, ví dụ như là ồ kết quả đúng như cô dự đoán luôn, à ăn nô dỗ nó kịch cả, kết quả đúng như cô dự đoán nó là không sai một tí nào hết, kiểu kiểu như thế nhá. Rồi tiếp tục này, số 3 sẽ là gì đấy ạ? Shikashinagara, shikashinagara là tuy nhiên đúng không nào, dù như thế là dù tuy nhiên tuy như thế rồi mà, kiểu kiểu như vậy đó đúng không nào. Rồi hoặc là mặc dù thực tế sẽ không được như vậy đâu thì cô cũng có thể nói rằng là shikashinagara đúng không ạ, shikashinagara genjitsu wa so kantana mono de wa nai, kiểu như vậy, có nghĩa là có lẽ là kết quả cũng sẽ không, tuy nhiên là kết quả cũng sẽ không được như thế thật đâu ạ, đúng không nào. Rồi ní một cái câu ra giữ, cho dù cho dù mày có không thích tao thì tao vẫn sẽ một lòng hướng đến mày, kiểu kiểu như vậy đó. Thế thì lúc này sẽ là gì ạ? Tùy vào trường hợp mà mưa to hay mưa nhỏ mà có lẽ là trận đấu của chúng ta có thể hoãn lại cũng nên. Thế thì nó sẽ là yêu sang băng sẽ là Kotoniya Yoruto, đúng chưa nào? Không thể nào là đúng như tôi dự đoán được. Các bạn đều bị bạn hai này bạn ấy lừa rồi. Buồn tóa, đúng chưa nào? Bạn hai bạn ý lừa các bạn rồi, bạn ý bảo là đúng như dự đoán á, trong khi là tự dưng trời mưa chứ bạn này bạn biết đâu đúng không nào. Và bạn bảo là tùy vào trường hợp mà trận đấu có thể hoãn hay không mà, đúng không nào. Vì thế cho nên là không thể nào là câu số 2 được, cũng không thể câu số 3 được, bị lừa rồi. Đấy chưa nào, trong khi này là có mộ chỉ đây này đúng chưa nào. Còn cái dâu số 2 thì nó giống như kiểu như đúng như tao dự đoán là chắc chắn cái kết quả đấy nó đã xảy ra rồi mọi người nhá, chắc chắn nó sẽ xảy ra chứ nó không thể nào là cá mộ được đâu. Nào ở câu 14 của cô sẽ là gì đây nhỉ? Rồi bây giờ cô lại thích đọc câu cơ, cô lại bảo rằng là gì đấy? Gai cô cử hi tổ nó switch nani nani ga aru no de isoken me anki stay mas. Rồi ở đây bạn ấy đang nói rằng là vì có một cái gì đó hùng biện đúng không nào, rồi của các bạn là người nước ngoài, thế cho nên là tôi cố gắng là phải học thuộc hết đúng không nào, chăm chỉ học thuộc, cần mẫn học thuộc, kiểu như thế ạ. Vậy thì cái cuộc như thế người ta gọi là cuộc gì mọi người? Cái cuộc gì? Speech ạ, speech contest đúng không nào. Rồi speech contest, contest là một cái bài kiểm tra tổng mọi người, một cái cuộc liên quan đến cuộc thi, ví dụ như mấy cái bài kiểm tra nhỏ 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 từng phần một, xong sau đấy chúng ta sẽ có một cái contest là một cái bài thi đúng không nào, bài thi chung kiểu kiểu như vậy ạ. Vì thế cho nên là chúng ta có một cái cuộc thi hùng biện đúng chưa nào. Rồi control tự là cái gì mọi người? Control nó giống như là còn còn trôn ý, có nghĩa là cái sự điều gì, điều khiển, sự kiểm soát cho mọi người. Đáp án số 1 là như vậy. Thế chứ nào, đáp án số 2 mình vừa mới dùng làm đáp án luôn rồi. Contesto là một cái liên quan đến bài thi tổng hoặc là bài thi đúng không nào. Rồi tiếp theo là contrasto. Contrasto nó giống như kiểu cũng là một kiểu có contrasto. Contrasto có nhỉ? Nào và các bạn có biết cái từ contrasto là cái gì không? Cô thì cô không tìm thấy và cô cũng không biết. Nào contacto, con contacto nó nằm trong từ contact của tiếng Anh,
Có nghĩa là sao nhỉ? Cho tao contact của mày đi đúng không? Kiểu kiểu này nhá. Nào. Vì thế cho nên đáp án ở đây sẽ là gì nhỉ? Dạ, đáp án ở đây của cô sẽ là số 2 đúng không? Contesto nhá. Contesto. Chúng ta có một bài thi hùng biện mà, đúng không nào? Rồi. Cố lên. Anh chị em ơi. Nào ở đây mình sẽ có là gì ạ? Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Bốn cái từ kanji thì rất đơn giản, nhưng nó ghép với cả cái từ đằng sau nó lại mang một cái nghĩa hoàn toàn khác này. Bạn ấy nói rằng là seji ndo ni nani nani o, đúng chưa nào? Chukomi sugite kaite ga hokashite shimatta. Nào, ở đây ý của bạn ấy là gì nhỉ mọi người? Bạn ấy bảo rằng là vì mình gì đó quá nhiều vào cuộc vận động chính trị cho nên là gia đình mình đã bị hủy hoại. Nào, bởi vì mình quá chăm chú vào một cái cuộc vận động chính trị đúng không? Thế nhưng mà cái từ này nó sẽ phải nó là một kiểu lóng láy từ, nó kiểu như là từ tiếng lóng ấy mọi người. Chúng ta phải ghép với cả một cái từ khác. Theo các bạn là cái cảm giác này là cái cảm giác như nào? Cái cảm giác của lao đầu vào đúng không? Vậy thì cái từ nào ạ? Chúng ta dùng từ đầu à? Hay là cắm đầu cắm cổ như trong tiếng Việt? Nào. Rồi đâm đầu vào, đúng rồi ạ. Đáp án của chúng ta chính là số mấy? Ấy. Số 1. Thật không? Sao lại số 1? Nếu mà em nói đúng rồi, đâm đầu vào, nhưng mà tại sao lại là số 1 vậy? Đâm đầu tại sao lại là số 1 nhỉ? Em dịch đúng rồi nha. Nhưng em dùng lại bị sai. Tại sao lại dùng từ atama vậy? Cô nói là có phải chúng ta đâm đầu thật không? Hay là chúng ta giống như trong tiếng Nhật Việt của chúng ta có một cái cụm này, nó là từ vựng, nó là cụm từ vựng, nó có phải là cắm đầu cắm cổ không? Nào, nó chính là chữ kubi chứ, nó phải là rơi từ này không phải từ đầu đâu, tama đâu. Đúng chưa nào? Rồi ạ, à, nó chính là kubi ga suwaru này, kubi ga đúng không nào? Gì nhỉ? Kubi ga ikku này. Rồi kubi ni naru này đúng không nào? Rồi kimi kubi o shimeru này. Được chưa nào? Rồi. Và đây là cắm đầu cắm cổ vào của chúng ta ấy, nó phải là gì đây? Kubi o chukomu. Chukomu chính là gì nhỉ? Nó cắm đầu cắm cổ vào một cái chuyện gì đó đúng không nào? Kiểu kiểu như vậy chứ. Bị chai rồi. Trước thoá bị sensei lừa rồi á, sensei không lừa. Tiếng Nhật nó như vậy mà. Đúng không nào? Cứ bị ố trực cô mự, đúng không nào? Là cái cảm giác là chọc chọc mũi vào chuyện của người khác. Kiểu như thế, hoặc là để có nghĩa là luôn luôn chú tâm vào cái chuyện đó, lúc nào mình cũng kiểu cắm đầu cắm cổ vào cái chuyện đó nhá. Nào, tiếp theo là câu 16. Bây giờ mình giải thích từ trước. Mình không đọc nữa tại vì từ này đọc dễ quá nên là mình giải thích từ. Nào, yusaburu, yusaburu là rung lắc, lúc lắc, đúng không nào? Kiểu kiểu như vậy. Cô không hiểu sao qua bây giờ còn phải dùng vào thủ ngữ đó để dạy các bạn này. Mà tagaru là gì nhỉ? Trải qua này, băng qua này, cưỡi qua này, bắc qua này, đúng không nào? Rồi. Hakadoru là cái gì hả mọi người? Hakadoru là tiến bộ. Đúng không nào? Tiến lên. Rồi. Và tabaneru. Tabaneru ở trong tiếng Nhật nó là buộc bó nó lại, buộc nó lại. Kiểu kiểu như vậy. Vậy thì khi cái câu này cô nói bạn ý rằng là gì đây ạ? Karada no choshi ga yoi to dong dong shigoto ga. Bạn ấy bảo rằng là nếu sức khỏe của mình mà tốt thì công việc của mình nó cũng sẽ gì thôi, nó cũng sẽ thuận lợi tiến lên thôi chứ còn gì nữa, đúng không nào? Vì thế cho nên đáp án của cô sẽ là số mấy? Hakadoru, chính xác, tiến triển, đúng không? Cắm đầu cắm rồi, thế nên chúng ta mới cần phải học. Cô xuất hiện ở đây để cho các bạn học mà, đúng không nào? Nào tiếp tục nhá. Bạn ấy nói tiếp là gì nhỉ? Rồi ạ, oshimu là gì mọi người? Những cái câu mà nó dễ đọc quá thì chúng mình chuyển sang dịch câu dịch nghĩa này. Rồi ạ, ở đây bạn ấy đang nói về kiểu là một cái là oshimu này, itawaru này, ayamaru. Toàn những từ quen quen đúng không nào? Rồi bắt đầu nhá. Rồi, oshimu ở trong tiếng Nhật nó là cái gì nhỉ? Sự tằn tiện, sự dành dụm, sự tiết kiệm lại ấy. Đúng không nào? Oshimu biki là một cái cảm giác của việc là ai oán thảm thương lắm mọi người, các bạn biết cái từ đấy không? Oshimu biki là cái cảm giác là ai oán lắm, rồi tiếng khóc nghe ai oán quá. Rồi itawaru là sao nhỉ? Lòng thương hại, cảm giác của lòng trắc ẩn ý, thương xót lắm, đúng không nào? Tội nghiệp, kiểu kiểu như thế nhá, không phải tội nghiệp bạn kia tội nghiệp đâu, mà là mình có lòng trắc ẩn ở trong bên trong ấy. Ayamaru là gì? Nhầm, xin lỗi, đúng không nào?
mắc lỗi rồi, sai được chưa? Đúng chưa nào? Rồi, xin lỗi được chưa? Nào. Và ayachuru là gì nhỉ? Mình điều khiển này, mình dẫn dắt này, mình vận hành này. Đúng chưa nào? Đôi khi là người ta có cái cụm là thuần phục ngựa ấy mọi người. Mọi người biết cái cảm giác của thuần với cái con ngựa mà nó dữ dữ không? Thì nó sẽ là ư mà ố đúng không? Dô dữ ní ạt da chư đự. Có nghĩa là gì nhỉ? Anh ấy là người thuần ngựa rất là giỏi, kiểu kiểu như vậy. Nào, vậy thì cái câu này bạn ý nói gì đây? Bạn ý bảo rằng là ni cư tai tê kì seishinteki ni yoyu ga nai to tanni no nani nani yasashisa o làm sao ushinai ga gachi, đúng không nào, gachi de aru. Rồi ạ, ý của bạn này trong cái câu này là thường hay đánh mất mình hay đánh mất cái gì nhỉ, cái gì đó ạ, nếu mà mình có dư giả về sức khỏe, về tinh thần. Là khi mà chúng ta đã dư giả về sức khỏe, về tinh thần thì chúng ta hay bỏ qua mất hoặc là hay đánh mất cái gì ở bên trong của chúng ta. Đó chính là gì ạ? Lòng chắc gì? Lòng chắc ẩn với người khác. Đúng không nào? Khi chúng ta đủ đầy rồi thì nhiều khi chúng ta bị quên mất là chúng ta cần phải quan tâm đến mọi người hơn. Tại sao lại số 3? Ayamaru á? Khi mà những cái người giàu có đủ đầy thì họ phải xin lỗi mình à? Hay họ cảm thấy có lỗi với mình ở Đức? Chả có lỗi gì đâu. Nó chính là số 2 chứ nhỉ? Itawaru chứ. Đúng rồi, là người ta sẽ đánh mất cái lòng chắc ẩn của bản thân chứ. Đúng không nào? Sự quan tâm đến người khác. Người ta nhiều khi người ta đầy đủ quá, người ta không cần, người ta quên mất rằng người khác còn không vượt bằng người ta, kiểu như vậy. Ok chưa? Hôm nay các bạn học được nhiều từ không? Hôm nay các bạn em hỏi câu 16 à. Cảm ơn em nhầm. Rồi, xin lỗi Đức. Số 3333 là của 16 à. Xin lỗi. Được chưa nào? Bị kêu oan kìa. Rồi ạ, cảm ơn mọi người, hôm nay mọi người học được nhiều từ không? Mọi người có muốn ngày mai cô lại lên không? Hay là ngày mai chúng mình nghỉ cuối tuần đi chơi? Thôi chơi bời để sau đi nhỉ? Chơi bời để như nào nhỉ? Bị buồn quá. Đức ơi, cô xin lỗi. Cô xin lỗi Đức nhá. Rồi ạ. Rồi, hôm nay có lẽ là mình đã học được kha khá từ rồi đúng không? Cô mong là cô có thể giúp được các bạn nhiều hơn. Ngày nào cô lên cũng ok nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem live của cô ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại. Mai lên chơi nha sensei. Học được khá khá rồi, mai lên chơi, mai lên nói chuyện đấy được không? Rồi ạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ này vẫn còn chịu khó ngồi đây, cô biết là muộn lắm rồi. Và hôm nay cô Hoa còn lên bất thình lình, chẳng báo gì cả đúng không? Cứ lên là lên thôi. Mà vẫn có từng này bạn ngồi xem cô là cô cảm kích lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã xem live của cô nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.